Ok, chào mừng anh em đã quay lại với cái channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái phần mới, đó là cách sử dụng Prisma trong Next.js. Thì Prisma là cái gì? Prisma là một cái công cụ ORM. Thì ORM là viết tắt của Object Relational Mapping. Nó là một cái package dùng để hỗ trợ truy vấn cơ sở dữ liệu cho Node.js và TypeScript. Thì nó giúp mình tương tác với cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng thông qua các cái model, thay vì phải viết các cái truy vấn SQL trực tiếp. Thì cái thằng Prisma này nó khá là mạnh, khá là phổ biến. Thì cái thằng Prisma này nó hỗ trợ rất là nhiều cái loại cơ sở dữ liệu như là SQL, MySQL, SQLite và thậm chí là cả MongoDB. Thì nó cũng cung cấp cho mình một cái công cụ để quản lý cái schema, cái model và cho phần migration luôn. Mình sẽ dễ dàng thay đổi cái cấu trúc cơ sở dữ liệu mà không cần phải viết các cái SQL thủ công. Thì trong cái doc của mình chính thức của cái thằng Next.js thì nó cũng đề cập tới cái phần Prisma, sử dụng cái Prisma để tương tác với cơ sở dữ liệu. Thì anh em có thể đọc thêm cái thư mục Prisma trong cái doc của Next.js. Thì ở trong cái series xây dựng blog sử dụng Next.js và React.js thì mình đã xài cái TypeORM để mình tương tác với cơ sở dữ liệu. Thì bây giờ mình sẽ đi tiếp một cái phần nữa là sử dụng Prisma để anh em so sánh xem cái cách nào phù hợp với anh em nhất. Nhưng mà đối với cá nhân mình thì cái thằng Prisma này, cái cách cài đặt và cái cách sử dụng nó đơn giản hơn cái thằng TypeORM. Ok, bắt đầu thôi. Bây giờ mình sẽ đi khởi tạo một cái dự án Next.js trước. Mình sẽ vào cái thư mục demo và mở terminal lên. Rồi, bây giờ mình sẽ khởi tạo một cái dự án bằng cái Next.ui. Thì nếu mà anh em chưa có cái Next.ui ở cài đặt ở trên máy thì anh em cài bằng cái dòng lệnh là npm install -g next JS và set CLI. Thì cái câu lệnh này nó sẽ cài đặt cái Next.ui trên global trên máy của anh em. Thì sau này mình có thể sử dụng cái Next.ui này để tạo những cái project khác mà không cần cài lại. Thì mình đã cài cái global Next.ui này rồi nên bây giờ mình sẽ không cần nữa. Nếu mà anh em chưa có cài thì cài vào. Rồi cái bước tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cái Next.ui để khởi tạo một cái dự án đó là Next New, và mình sẽ đặt tên cho cái dự án là Prisma Demo. Rồi thì mình chọn là npm luôn. Rồi mình sẽ đợi cho nó khởi tạo cái dự án. Ok, nó đã cài xong. Thì mình sẽ cd vào cái thư mục là Prisma Demo. Mình sẽ chạy cái Next.js này lên. npm run start dev. Ok, và mình sẽ thử trên browser. Nó sẽ chạy ở cái bộ 3000. Ok, nó đã ra cái Hello World. Rồi, đó là xong cái phần khởi tạo cái dự án Next.js. Thì bây giờ mình sẽ đi cài đặt cái Prisma vào trong cái Next.js này. Rồi, bây giờ mình sẽ vào trong cái thư mục Prisma Demo và mở cái source code lên. Rồi, cái bước tiếp theo thì mình sẽ đi install cái Prisma CLI bằng cái câu lệnh là npm install, và mình sẽ thêm cái tham số -g để cài cái Prisma này trên global luôn. Rồi thì khi mà cài xong cái Prisma CLI thì mình sẽ dùng nó để khởi tạo cái Prisma, thì dùng cái câu lệnh là npx prisma init. Thì khi gõ cái câu lệnh Prisma init thì nó sẽ tạo trong cái sụp Next.js thêm một cái thư mục là Prisma, và trong đó nó có một cái file là schema.prisma, và nó cũng sẽ tạo thêm một cái file .env. Thì trong cái .env nó sẽ để sẵn một cái biến môi trường là database URL, và ở đây nó để mặc định là PostgreSQL. Rồi, ở đây mình sẽ sử dụng cái cơ sở dữ liệu là MySQL. Tiếp theo thì mình sẽ đi chỉnh lại cái database URL cho cái file .env cho nó trở về cái MySQL server dưới máy của mình. Rồi, mình sẽ thay thế cái URL này bằng cái URL kết nối với cái MySQL trong máy local. Thì đây là cái username nè, đây là cái password và cái port của cái MySQL server trên máy local. Tiếp theo là cái tên của database. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái tableplate lên và tạo thêm một cái database là Prisma Demo. Đây mình Ctrl S lại. Đây, mình sẽ kết nối với cái MySQL. Rồi, đây mình tạo thêm một cái database là Prisma Demo.
Rồi, ok, nó sẽ là cái cơ sở dữ liệu này. Rồi, cái bước tiếp theo nữa là mình sẽ đi define những cái model trong cái file schema. Thì đây mình sẽ demo hai cái model cơ bản, đó là cái model user và cái model post. À, cũng giống với cái series sử dụng block sử dụng Next.js và React.js. Thì trong cái document của Prisma nó cũng chỉ rất là rõ cái cách mà để tạo ra một cái model trong cái schema.prisma này. Thì anh em có thể đọc thêm, tham khảo thêm trên cái document của Prisma vào trong cái doc và vào cái phần Prisma và vào cái phần Prisma Schema. Để đây nó có chỉ cho cái cách tạo những cái model trong cái Prisma. Ok, mình sẽ vào trong cái phần Visual Studio Code và tạo một cái model là user trước. Thì trong đây nó sẽ có cái field là ID, kiểu nó sẽ là int, và cái cục ID này default của nó mình sẽ set là auto increment. Đó là cái khóa chính của cái bảng. Rồi tiếp theo nó sẽ có một cái field là email. Thì cái này nó sẽ là string. Và để define cái field này là unit thì mình sẽ thêm a cộng unit. Tiếp theo là cái password. Nó sẽ là string luôn. Rồi, mình cũng sẽ có phone cũng là string và optional. Tiếp theo là cái name cũng là string và cái status nó sẽ là kiểu int và default nó sẽ là một. Rồi, nó cũng sẽ có hai cái field là created at và updated at. Cái kiểu của nó sẽ là date time và cái này default của nó sẽ là now. Rồi tiếp theo là cái field updated at cũng sẽ có kiểu là date time, này mình sẽ để tùy chọn optional, bởi vì khi mà tạo cái record lần đầu thì cái update date này nó sẽ null để cho nó tự động update khi mỗi lần mình modify cái record thì mình sẽ để nó là update date. Rồi mình sẽ format lại. Thì để format cái file schema.prisma thì anh em cài thêm một cái extension, đó là cái extension này Prisma. Rồi đó là cái model user. Thì mình sẽ định nghĩa tiếp một cái model nữa là model post. Thì trong cái post này nó cũng sẽ có cái ID là kiểu int và nó cũng sẽ là auto increment. Rồi nó sẽ có cái cột là title kiểu là string và tiếp theo là cái cột summary cũng sẽ có kiểu là string. Content string và cái content này nó sẽ có cái kiểu dữ liệu là long text. Thì thường cái content nó sẽ cái data rất là dài, có thể là nó sẽ lấy cái dữ liệu cái đoạn text từ cái CK editor nên mình sẽ để nó là DB trong cái kiểu long text. Tiếp theo nó sẽ là status, tương tự nó sẽ là kiểu in và default nó sẽ là một. Rồi đối với từng cái bài post thì mình sẽ có cái owner. Thì bây giờ mình sẽ đi tiếp một cái phần là định nghĩa cái relationship giữa cái model post và cái model user. Rồi ở đây mình sẽ đặt là owner và nó sẽ là một cái user. Tiếp theo là cái relation của nó sẽ là, ở trong đây mình sẽ set up cái field là owner ID. Một xíu nữa mình sẽ định nghĩa cái owner ID là cái gì. Tiếp theo là cái reference, là reference qua cái bảng qua cái model user là gì. Thì cái ID này tức là cái cột ID ở bên cái model user. Rồi tiếp theo mình sẽ định nghĩa cái owner ID. Owner ID là cái kiểu in. Rồi thì đây hiện tại nó đang báo lỗi cái dòng này, tức là mình chưa định nghĩa cái relationship ngược lại bên cái user. Thì bây giờ mình sẽ qua bên cái table user và định nghĩa cái relationship ngược lại. Ở đây mình sẽ có cái thêm một cái code post. Đây nó sẽ là các cái bài post, một mảng các cái bài post. Đó, thì bây giờ hiện tại nó đã hết báo lỗi. Rồi, đó là cái cách định nghĩa một cái relationship giữa hai cái model trong Prisma. Thì nếu mình có thêm một cái bảng nữa cũng relationship vào cái table post này thì như thế nào? Ví dụ đây mình có thêm một cái model là category đi. Thì mình đây nó cũng sẽ có ID cái kiểu là in và nó cũng sẽ là auto increment.
Rồi, đây nó sẽ có cái name của category. Tiếp theo là description. Created as. Mình sẽ đi tạo nhanh những cái cột trong cái table category. Date time. Default là no. Rồi, updated as. Date time. Và nó sẽ tự động update lại cái ngày khi mà cái record được update. Cái nào này có thiếu hai dấu ngoặc. Rồi. Thì một cái query nó sẽ có nhiều cái bài post và một cái post nó sẽ phụ thuộc vào một cái category thôi, thì mình tương tự mình cũng sẽ định nghĩa cái category. Tiếp theo, định nghĩa cái relation. Cái field thì nó là category ID. Chút xíu mình sẽ định nghĩa cái view này sau, và cái reference của nó cũng sẽ trỏ qua cái ID của cái model category. Rồi, tiếp theo định nghĩa cái category ID, nó sẽ là kiểu in. Rồi, hiện tại thì nó sẽ báo lỗi là mình chưa định nghĩa cái relationship ngược lại bên trong cái category. Thì đây nó cũng sẽ có một cái cột là cái post, thì nó sẽ bao gồm nhiều cái bài post. Xong, format lại thì lúc này nó đã hết báo lỗi. Ok, thì tương đối mình đã define xong qua cái model trong Prisma. Rồi, cái bước tiếp theo là mình sẽ đi tới cái phần migration. Thì trong Prisma mình sẽ handle cái migration như thế nào. Giờ mình sẽ mở terminal lên. Mình sẽ chạy command là ntx prisma và migrate dev. Tiếp theo là cái name của cái tên migration này là gì. Cái lần đầu tiên khởi tạo cái DB nên mình sẽ đặt nó là init database. Đó, sau khi chạy xong cái command này nó sẽ tạo cho mình một cái migration. Thì trong Prisma cái file migration nó sẽ là cái file SQL. Đây, cái file này. Thì nó là một cái file SQL chứa những cái câu lệnh SQL để tạo ra những cái bảng, tạo ra ba cái bảng post, category và user. Thì khi mà mình chạy cái câu lệnh Prisma migrate này thì đồng thời nó cũng sẽ xin những cái model trong cái file schema này xuống cái DB. Ok, bây giờ mình sẽ mở cái DB lên và mình refresh lại và vào trong cái table, thì ở trong đây nó cũng sẽ tạo ra ba cái table là post, category và user, và nó có thêm một cái nữa là cái table Prisma migration để chắc lại cái lịch sử thay đổi của DB. Rồi, ở đây ví dụ như mình sẽ thêm một cái model nữa đi là command, model command. Mình sẽ đặt hai cái field đơn giản là ID sẽ là default là auto increment, và cái field thứ hai là message đi, kiểu là string. Ok, thì khi mà mình thay đổi cái file schema thì mình sẽ chạy lại cái migration để nó generate ra cái file MySQL và đồng thời xin xuống DB. Rồi, mình sẽ chạy lại cái câu lệnh ntx prisma migrate dev, và mình sẽ đổi lại cái name. Ở đây ví dụ như là mình add command table. Rồi mình chạy lại. Rồi sau khi nó chạy xong thì nó cũng sẽ tạo thêm một cái migration mới, một cái câu lệnh SQL mới riêng cho cái phần tạo cái table command ở đây, và nó cũng sẽ xin xuống DB. Mình sẽ mở lên check lại cái DB, refresh lại thì nó cũng sẽ có cái table command ở đây. Cái này đang là trial nên mình mở được hai table cùng lúc. Okay. Và trong cái Prisma migration nó cũng chắc lại là mình có hai lần thay đổi cái database. Thì đó là cái phần migration trong Prisma. Thì cái bước tiếp theo thì mình sẽ đi tới cái phần làm sao để cái Next.js này nó tương tác với cái cơ sở dữ liệu thông qua cái Prisma. Thì ở đây mình sẽ mở terminal lên và cài đặt thêm một cái gói là npm install, cài đặt cái Prisma client vào. Thì cái Prisma client này nó sẽ cung cấp các cái phương thức để mình truy vấn và tương tác với cái cơ sở dữ liệu. Rồi, thì bất kỳ khi nào mình thay đổi cái schema thì mình cũng sẽ phải chạy lại cái câu lệnh là npx prisma generate. Thì câu lệnh này nó sẽ update lại cái Prisma client theo cái file schema mới.
cái Prisma nó cũng sẽ cung cấp cho anh em một cái giao diện dùng để view cái database thay vì sử dụng cái tableplate, những cái phần mềm để connect vào database để view. Thì đây nó sẽ cung cấp riêng cho một cái phần UI để mình có thể view được cái database. Thì mình sẽ chạy NPX Prisma Studio. Thì cái này nó sẽ lên ra một cái giao diện như thế này. Đây, nó sẽ lên chạy ở cái bột là 5556 và nó sẽ liệt kê ra những cái model. Đây có category, comment, post thì mình có thể click vào từng cái model để coi dữ liệu và có thể insert thêm một cái record. Add record. Đây, thì nó cũng sẽ giống như một cái software, một cái tool dùng để modify cơ sở dữ liệu như là cái tableplate này. Rồi, cái bước tiếp theo thì mình sẽ đi tạo một cái Prisma Service. Mình sẽ sử dụng cái service này tương tác với cái cơ sở dữ liệu trong những cái service của Next.js. Rồi, mình sẽ vào cái thư mục src và tạo một cái file là prisma.service.ts. Trong đây mình sẽ export một cái class là Prisma Service extend từ cái Prisma Client và implement cái on module init. Thì cái on module init này mình sẽ import nó từ cái Next.js command. Rồi, ở đây mình cũng sẽ thêm cái a cộng injectable cho nó. Rồi, sẽ import nó từ Next.js command. Và trong đây nó sẽ có một cái function là async on module init. Và nó sẽ await một cái là dict.connect. Rồi, đây là cái Prisma service. Ok, thì mình sẽ đi tiếp cái phần apply cái Prisma vào những cái API trong Next.js. Thì ở trong video này mình sẽ demo hai cái API đăng ký và đăng nhập trong cái module auth. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tạo cái module auth. Mình sẽ mở terminal lên. Đây mình sẽ tắt cái Prisma Studio đi nha. Mình sẽ sử dụng cái Next CLI để tạo cái module. Rồi, nó đã tạo cái module auth. Tiếp theo là mình sẽ tạo tiếp cái controller và cái service. Next controller là co auth. Và tiếp theo là cái service. Rồi, để làm cho những cái API trong cái module auth là đăng ký và đăng nhập thì mình sẽ cài thêm một vài cái package. NPM install, thứ nhất là cái pcrypt. Cái này dùng để mã hóa cái password trước khi lưu vào trong database. Rồi, cái thứ hai là cái GWT. Next.js sẽ GWT. Thì cái package này nó dùng để tạo ra cái chuỗi access token và request token. Rồi, ok xong. Thì bây giờ mình sẽ đi vào trong cái phần controller để tạo từng cái controller. Thứ nhất là cái controller đăng ký trước đi. Cái method của nó sẽ là post. Và cái UL của nó sẽ là register. Rồi, function register. Rồi, trong đây nó sẽ nhận vào một cái body. Và cái kiểu của cái body này nó sẽ là một cái register DTO. Mình sẽ tạo cái register DTO này sau, nó sẽ trả về một cái promise. Và khi mà đăng ký xong, nó sẽ trả về cái thông tin của user. Thì mình sẽ để cái thông tin của user vào đây. Rồi. Mình sẽ import cái post. Rồi, tiếp theo là cái body. Và cái user thì nó sẽ được import từ Prisma Client.
Rồi, bây giờ mình sẽ đi tạo thêm một cái thư mục DTO. Rồi, trong đây mình sẽ tạo một cái auth.dto.cs. Rồi, mình sẽ định nghĩa cái register DTO vào đây. Đây mình sẽ import một cái class register DTO. Thì nó sẽ bao gồm cái name là string này. Cái tiếp theo sẽ là cái phone cũng có kiểu là string, email là string, password string, và cái status nó sẽ là number. Rồi thì mình cũng sẽ đi validate cho cái phần register trong cái file DTO này luôn. Mình sẽ cài đặt thêm hai cái gói là Class Validator và Class Transformer. npm install Class Validator và Class Transformer. Rồi, nó đã cài đặt xong thì mình sẽ import một vài cái từ trong cái Class Validator. Import thứ nhất là cái email để validate cho cái email. Cái thứ hai là enote empty để require cái field not empty. Thứ ba là cái message dùng để validate cho cái số phone, và cái bin length dùng để validate cái chiều dài cho cái password. Rồi, ở đây mình sẽ đối với cái name mình sẽ đặt cái enote empty vào. Đối với cái phone mình sẽ đặt cái matches và một cái chuỗi request để mình check cái phone có đúng định dạng là cái phone hay không. Rồi, đối với cái email thì mình sẽ là email. Password thì cái length của nó sẽ là 6. Rồi, cái cuối cùng cái status thì là number. Rồi, mình sẽ quay lại cái controller và import cái register PTO này vào. Rồi, tạm thời mình sẽ để cái controller như này. Bây giờ mình sẽ đi viết cái phần service register. Ở đây mình sẽ tạo một cái constructor để inject cái Prisma service vào. Đây là private Prisma service. Nó sẽ là Prisma service từ cái file prisma.service. Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ đi tạo cái service register. Nó sẽ là một cái async function. Nó sẽ nhận vào cái user data. Và cái user data này sẽ có kiểu là cái register DTO. Và nó sẽ trả về một cái promise. Và cái data sẽ có dạng là user. Cái này nó sẽ được import từ cái Prisma client. Rồi, trong cái phần register thì mình sẽ làm hai bước. Cái step 1 là mình sẽ kiểm tra cái phần email nó đã tồn tại chưa. Check-ins email has already. Ở đây mình sẽ tạo một cái user bằng away. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái Prisma để check cái email xem nó đã tồn tại trong cái danh sách account hay chưa. This.prisma.service. Ở đây mình sẽ để lại là cái chữ thường cho phân biệt với cái thằng Prisma Service nha. Rồi, tiếp theo là tới cái bảng. Thì đây sẽ là bảng user. Và tiếp theo sẽ là file unit. Ở đây mình sẽ truyền vào một cái điều kiện where. Và mình sẽ truyền cái email vào. Where theo email là userdata.email. Rồi, mình sẽ tiếp tục kiểm tra nếu mà cái user này nó đã tồn tại thì sao. User tồn tại thì mình sẽ thu về một cái HTTP exception. Rồi, cho nên mình sẽ truyền về cái message là cái email này đã được sử dụng. This email has been used. Rồi, tiếp theo là cái HTTP code.
status, nó sẽ là bad request đi. Rồi nếu mà cái email này nó chưa tồn tại trong cái danh sách account thì mình sẽ đi tiến hành tạo cái user. Cái bước 2 nè, step 2 là mình sẽ hash password. Install CDB. Rồi, cái bước đầu tiên là mình sẽ hash password. Nó sẽ bằng away. Mình sẽ sử dụng cái function hash từ cái bitgrid. Đây mình sẽ import cái function hash vào. Từ cái bitgrid. Rồi, ở đây mình sẽ sử dụng cái function hash. Và ở đây mình sẽ chỉ cái password vào user data chấm password. Tiếp theo là cái số zone mình sẽ đặt là 10. Rồi, sau khi hash password xong thì mình sẽ lưu vào trong database. Mình sẽ away dict.prismaService, sử dụng cái prismaService chấm user và chấm cái create. Rồi, ở đây mình sẽ chuyển cái data vào. Thì cái data này mình sẽ modify lại cái password là cái hash password. Rồi, sau đó thì mình sẽ return về cái user mới được tạo là cái result này. Good. Thì anh em thấy sử dụng Prisma nó sẽ ngắn gọn hơn, nó chỉ cần import một cái Prisma service, sau đó sử dụng cái Prisma service và chấm từng cái model. Đây là thao tác với table user thì mình sẽ chấm user, còn thao tác với table post thì mình sẽ chấm post. Và tiếp theo là sẽ chấm các cái function dùng để thao tác với database. Rồi, thì đó là xong cái service register. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái service này trong cái controller register. Rồi, ở đây mình cũng sẽ inject nó vào trong cái constructor. Private out service. Nó sẽ là out service. Rồi, ở đây thì mình chỉ return về cái function, cái service mà mình đã tạo. Ở đây sẽ là register. Và tiếp theo thì mình sẽ chỉ vào cái body. Rồi, cơ bản thì cái API register nó là xong. Rồi, bây giờ mình sẽ thử trên Postman. Bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái folder. Cái này mình sẽ đặt là Prisma Demo. Rồi, trong đây mình sẽ add một cái request. Rồi, chạy 13.000 và cái đường dẫn của nó sẽ là object register. Công thức là post. Rồi, body mình sẽ chuyển lên dạng JSON. Trong đây nó sẽ có cái name. User 01 đi. Tiếp theo là cái phone. Đặt lại như này đi ha. Rồi, tiếp theo là cái email. User01@gmail.com. Và tiếp theo là cái password. 1 2 3 4 5 6. Rồi, cuối cùng là cái status. Mình sẽ đặt nó là 1. Rồi, bây giờ mình sẽ thử send cái request xem. Báo lỗi. Mình sẽ ở trên console. Nó báo là trong cái auth module nó cần phải import thêm cái Prisma service. Rồi, bây giờ mình sẽ vào trong cái auth module. Ở trong cái phần provider thì mình sẽ import thêm cái Prisma service. Rồi, chạy lại. Ok, nó đã run thành công. Bây giờ mình sẽ thử request API 500 internal server. Nó không biết cái argument password.
Mình sẽ chép lại trong cái CTO. Password và string này. Schema. À. Ở trong đây cái chữ password mình sẽ cái chữ S. Rồi. Bây giờ mình sẽ làm luôn cái phần là microdata. Khi mình sửa một cái phần trong file schema thì mình sẽ chạy lại cái câu lệnh là NPX migration. NPX Prisma Migrate Dev. Và tiếp theo là cái name và mô define password field. Ok, nó đã tạo xong cái file migration. Đó, enter cái table user, nó drop column password này đi và nó add cái column mới và có password có 2 chữ S. Rồi, mình sẽ coi trên console xem nó còn lỗi gì không. À, đây thêm một cái chữ password. Mình đánh nó thiếu thêm cái chữ S ở đây. Rồi, save lại. Rồi, nó hết lỗi. Bây giờ mình sẽ thử trên Postman, mình sẽ request lại. Ok, nó đã tạo được cái user. Thì đó là xong cái phần cho cái API register. Giờ mình sẽ đi tiếp cái API login. Thì tương tự mình cũng sẽ vào trong cái auth controller và tạo một cái API login, thì nó cũng sẽ có cái method là post. Tiếp theo cái UI của nó sẽ là login. Rồi, cái function là login. Trong đây nó cũng sẽ nhận vào cái body. Body và cái kiểu của nó sẽ là login DTO mình sẽ tạo sau. Rồi nó cũng sẽ trả về một cái promise. Ở đây mình tạm thời là để là any. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi tạo cái login DTO. Trong đây mình sẽ export một cái class là login DTO và nó sẽ có hai cái field. Thứ nhất là email là string và cái thứ hai là password string. Rồi, mình cũng sẽ validate cho hai cái field này là email và đối với cái password thì nó sẽ là inode empty và main length của nó sẽ là 6 ký tự. Rồi, mình sẽ import nó vào. Rồi, cái bước tiếp theo là mình sẽ đi tạo cái service cho cái API login. Cái tên service sẽ là login, nó sẽ là một cái async function. Rồi, nó sẽ nhận vào cái data. À, cái kiểu data này nó sẽ là email có kiểu string và cái thứ hai là password cũng là string. Rồi, ở đây nó sẽ trả về một cái promise. Mình cũng để nó sẽ là any đi. Rồi, tới cái phần login này thì mình cũng sẽ có ba cái step cho nó. Cái thứ nhất, cái step 1 là mình sẽ check cái user này nó có tồn tại hay không. Thì bước đầu tiên là checking user exists mà check bởi cái email. Rồi, mình sẽ tạo một cái user là bằng away chấm prisma service và chấm cái table user. Tiếp theo là mình sẽ file unit. Rồi, trong đây mình sẽ thêm vào cái điều kiện where và chuyển vào cái email, where theo email là data chấm email. Rồi, mình sẽ kiểm tra nếu mà không có cái user, tức là user này không tồn tại trong database thì mình sẽ thu về một cái new HTTP exception và cái message của nó sẽ là account inode exit. Rồi, tiếp theo là cái HTTP status
Mình sẽ để là unauthorized. Rồi, đó là xong cái bước 1. Tới cái bước 2. Step 2 là mình sẽ check cái password. Rồi, mình sẽ tạo một cái biến là verify away. Mình sẽ sử dụng cái function compare trong cái bcrypt để mình compare cái password. Ở đây mình sẽ import thêm cái compare. Rồi, mình sẽ sử dụng cái function này. Và cái này nó sẽ nhận vào thứ nhất là cái password truyền lên data.password và cái thứ hai là cái password trong database user.password. Rồi, tiếp theo là mình sẽ kiểm tra nếu mà cái này nó không verify được, tức là cái password không đúng, thì mình cũng sẽ trả về một cái new HTTP exception và cái message. Và tiếp theo là cái HTTP status cũng là unauthorized. Rồi, đó là xong cái bước 2. Tiếp theo cái bước 3 thì mình sẽ generate cái access token và cái request token và gửi về cho client. Mình sẽ generate ra cái access token and request token. Rồi, ở đây mình sẽ chuẩn bị một cái payload. Trong đây nó sẽ có cái ID là cái user ID. Cái thứ hai là name là user.name. Và cái thứ ba là email là user.email. Rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái GWT service để mình tạo cái access token và cái request token. Trên đây cái constructor thì mình sẽ đính kèm thêm cái GWT service private GWT service GWT service. Rồi, ở đây mình sẽ xài lại. Rồi, ở đây cái access token nó sẽ bằng await diff.gwt service và mình sẽ sử dụng cái size async để mình tạo ra cái access token. Thứ nhất là mình truyền vào cái payload và cái đối số thứ hai là mình sẽ config cái chuỗi secret và cái thời gian expire cho cái token, cái secret. Thì ở đây mình sẽ lưu cái chuỗi secret trong cái file.end. Ở đây mình sẽ tạo thêm một cái access token key. Đây mình để là 1, 2, 3, 4, 5 đi. Và một cái refresh token key. Đây mình để 5, 4, 3, 2, 1 đi. Rồi, bây giờ trong cái phần out service mình sẽ lấy hai cái biến môi trường đó ra. Process.nv.access token key. Tiếp theo đây mình sẽ config cái thời gian expire cho cái token. Rồi, mình sẽ để là 1 giờ. Rồi, cũng tương tự thì mình sẽ làm cho cái request token. Ở đây nó sẽ là cái request token. Và cái request token mình sẽ để cái thời gian expire là 7 ngày. Rồi, cái bước cuối cùng là mình sẽ return về cái access token và cái request token cho client. Access token và request token. Ok, thì đó là cái service login. Bây giờ mình sẽ gọi cái service login này trong cái controller login. Return this.outService và .login. Và mình cũng sẽ truyền vào cái body. Rồi, mình xem có lỗi gì không. Cái GWT service cũng chưa được import vào cái auth module. Thì bây giờ mình sẽ vào cái auth module và import thêm cái GWT service. Rồi, mình sẽ coi lại trên console xem còn lỗi không. Rồi, nó đã hết lỗi. Bây giờ mình sẽ lên Postman và tạo một cái request login. Duplicate từ đây. Đây nó sẽ là login. Login.
Ở đây mình sẽ có hai field là email và password. Rồi mình thử login. Đó, nó đã trả về cái access token và request token. Rồi mình thử cái phần validate. Chuyện không đúng cái field email. Nó lỗi. À, mình chưa apply cái phần validate. Bây giờ mình sẽ vào trong cái app.module và apply global cho cái phần validate luôn. Rồi, trong cái phần provider mình sẽ thêm cái provide là cái app file và uclass là cái validation file. Rồi, bây giờ mình sẽ thử lại trên Postman. Đó, cái phần validate nó đã chạy. Rồi, đối với phần password thì nó sẽ báo cái validate cho phần password. Nếu mà login bằng một cái user không tồn tại thì nó sẽ chạy về account not exist. Rồi, tương tự cho cái phần register. Mình sẽ check lại hai cái phần validate cho register luôn. Ở đây cái phone mình sẽ thêm chữ số vào đây. Đó, thì nó cũng báo cái phone không có valid. Cái email. Đó, thì nó cũng sẽ báo cái email không valid. Ok. Thì đó là xong hai cái API trong cái module auth là cái register và cái login. Mình sẽ dừng cái video này ở đây. Và trong cái video thứ hai thì mình sẽ làm cái bộ CURD API cho hai cái table port và user sử dụng cái Prisma trong Next.js. Anh em nhớ đón xem. Ok, tạm biệt anh em.